rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hôm nay mà anh xin giới thiệu tới toàn thể mọi người một siêu phẩm giá rẻ của Yên Nghĩa, giá chỉ từ 920 triệu một căn, nhà 2 tầng xây mới, tất cả đều sổ đỏ chính chủ. Xin mọi người cùng vào tham quan căn nhà cùng em ạ. Đây là bên trong của căn nhà. Căn nhà này là 2 tầng, ở phía dưới là tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này có diện tích là 32m² và xây dựng là 2 tầng nha mọi người. Ở đây là có phòng khách và phòng bếp rất là rõ ràng. Đây ạ, cửa của ngôi nhà cũng là có 2 lớp. Lớp bên ngoài là cửa, lớp bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, và cửa bên trong là cửa kính. Ở đây thì bên trong của ngôi nhà này là có phòng bếp, gian bếp. Đây, mọi người có thể quan sát gian bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích của ngôi nhà này và với cái giá thành chỉ 920 triệu rất phù hợp với lại vợ chồng trẻ và có thu nhập là bình thường một chút, thì là anh chị có thể mua được cái nhà này với cái giá rất là hợp lý, mà đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt. Có đây tủ bếp, đây tủ bếp này thì cũng là được làm bằng nhôm, bằng nhôm hệ cao cấp, và cũng có bồn rửa bát này và chậu vòi rửa, cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh của ngôi nhà đây. Mà ngôi nhà này thì chỉ có một phòng vệ sinh thôi, nhưng mà cũng đầy đủ cho 4 người sinh hoạt. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đầy đủ hết cả sen vòi, thiết bị vệ sinh cũng như là lavabo, bồn cầu nha mọi người, vòi xịt các thứ đầy đủ cả. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế để làm phòng ngủ. Đây rất là rộng rãi, thoáng mát, có cửa sổ. Trần của cái tầng 2 này là trần thạch cao. Có cửa sổ, cửa thông phòng rất là thoáng. Cửa sổ là cửa thông kính. Mở ra mở vào lấy khí trời vào nhà rất là thoáng. Đây là ra không gian phòng của ngôi nhà. Có thể kê giường, tủ, trang điểm các thứ, bàn trang điểm các thứ thoải mái. Và đây là phía sân phơi, phía sân phơi của căn nhà này. Sân phơi của căn nhà này cũng rất là rộng, khoảng tầm 8m, có sân phơi và có cả chỗ để máy giặt cũng như là chỗ để giặt giũ quần áo nhé. Căn nhà này mọi người chỉ 920 triệu thôi ạ. Diện tích là 32m², xây 2 tầng và đã có sổ đỏ chính chủ đầy đủ. Bên em bao toàn bộ phí thuế sang tên chủ, tên sổ luôn nha mọi người. Thì là căn nhà này đấy, chỉ 920 người, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mọi người lưu ý dùm em nha. Xung quanh căn nhà này rất là nhiều nhà cao tầng. Với vị trí của căn nhà này thì chỉ cách bến xe nghĩa là 2,5 km, cách ngã tư Lê Trọng Tấn là 3 km, và cách khu đô thị Đô Nghĩa là 1 km nha mọi người. Xung quanh của ngôi nhà này rất là đầy đủ tiện ích, trường học cũng như là chợ, trạm cũng như là trạm y tế, cũng như là phường Yên Nghĩa, ủy ban nhân dân phường, rất là tiện lợi. Mọi người muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về căn nhà thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983013403 hoặc 0848041444. Mọi người thấy xem video mà thấy hay thì like cho chúng em và đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều video bổ ích hơn nữa. Em xin dừng video ở đây nha.